Xin chào các bạn, như vậy là ở trong bài trước chúng ta đã có một cái biểu mẫu, một cái form để mà tạo bài viết mới. Thế thì trong bài này chúng ta sẽ tiếp nhận request, tiếp nhận cái data từ cái form đó. Và ở cái việc tiếp nhận đó chúng ta sẽ phải sử dụng một cái, như lúc nãy chúng ta đã cài, đấy chính là body parser. Bây giờ muốn sử dụng body parser thì là giống như là những cái trước chúng ta muốn sử dụng bất kỳ một cái thư viện nào, chúng ta phải đương nhiên phải mang nó vào, chúng ta phải khởi động cái middleware của nó, khởi động cái coi như nổ máy để cho nó chạy ấy, kiểu ấy. Thì để làm như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng là, sẽ viết là const body parser bằng với cả yêu cầu phải có body parser. Ok, thế thì sau đó chúng ta sẽ phải đưa cái middleware này vào. Thì chúng ta sẽ đưa vào sau cái chỗ này đi. Khởi động body parser middleware. Thì như thường lệ, tất cả những cái này các bạn đều có thể đọc ở tài liệu hướng dẫn của body parser. Body parser.url encoded. Và một option sẽ là extended. Đặt nó là false. Tiếp theo là app.use bodyparser.json. Đó, đấy, chỉ cần như vậy là xong. Sau đó chúng ta sẽ vào post để chúng ta chính thức tiếp nhận cái request này và đưa nó vào database. Thế đây là hiển thị form để tạo bài viết mới, thì sẽ render ra cái form lúc nãy chúng ta đã nhìn thấy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải tạo post mới. Thì tạo post mới thì cái router này sẽ tiếp nhận một cái post request, HTTP request từ phía đầu frontend. Và router post này sẽ gửi đến post nhé. Thì là nếu mà các bạn nhìn lúc nãy ở đây, ở trong cái add.handlebar, thì ở đây cái form action là nó sẽ gửi đến post. Thế thì chỗ này chúng ta phải tiếp nhận cái đấy cũng giống y hệt như thế. Chứ nếu mà chỗ này chúng ta gửi đến add chẳng hạn thì nó sẽ không được, tại vì ở phía mặt trước thì là gửi đến post mà đằng sau này chúng ta lại nhận ở cái cổng là s ở đây chẳng hạn thì sẽ không được. Thế thì khi mà tiếp nhận ở đây thì chúng ta phải async, phải có một cái hàm async để tiếp nhận nó. Tại sao lại là async mà trên này lại không phải là async? Tại vì trên này chúng ta chỉ đưa ra một cái giao diện thôi, đó chính là cái giao diện s.handlebars này, thì nó không cần phải async. Chỗ này chúng ta có thể không để async cũng được, nhưng mà sẽ phải dùng đến promise của JavaScript thì nhìn trông nó xấu hơn thôi, thì để async nó đẹp hơn. Và một cái lý do nữa tại sao phải dùng async, tại vì là chúng ta sử dụng mongoose, chúng ta có sử dụng mongoose ở trong này, không, ở trong cái post.js này này. Thì mongoose này là một cái thư viện JavaScript mà sử dụng asynchronous programming của JavaScript, tức là lập trình mà nó không đồng bộ đấy. Thì là cái đấy chúng ta sẽ có một bài khác nói riêng về cái đấy. Chúng ta có lẽ bây giờ chúng ta chỉ nên biết rằng là khi mà sử dụng tới mongoose thì là phải dùng async ở trong cái hàm như thế này. Thế bất kỳ cái gì mà có mongoose ở trong đấy thì chúng ta sẽ phải dùng không đồng bộ JavaScript thì là có thể dùng async hoặc là promise của JavaScript, nhưng mà rõ ràng là dùng async là một cách mới thì nó gọn gàng hơn. Và chúng ta cứ đi tiếp nhé. Thì request response thì cái hàm này sẽ như vậy. Dùng cách để cho nó đúng chuẩn. Ok, thế thì bây giờ để thử thì là chúng ta sẽ console.log request body luôn để xem là liệu data nó có vào hay không. Thì chúng ta refresh lại cái trang này. Đây, chúng ta đặt tên là ABC ở đây, DEF ở đây, chúng ta bấm tạo bài viết mới. Thì xem ở phía backend của chúng ta có nhận được cái đấy không. Đây, title ABC text DEF, như vậy là nó là một object, thấy chưa? Thế thì như vậy chúng ta đã nhận được cái này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ, nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải đưa cái này vào trong cơ sở dữ liệu. Thì là chúng ta sẽ tách cái title ra, const title text sẽ bằng request.body. Cái này gọi là destructuring. Cái này ở trong khóa về JavaScript phiên bản ES6 thì mình cũng đã nói tới. Ok,
cái destructuring này nó sẽ lấy từ cái body này ra, nó sẽ lấy cái title và text ra, thì cái title ở đây sẽ là ABC, text sẽ là DEF. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái lỗi thì sẽ bằng một cái array, một cái chuỗi. Nếu mà không có title, tức là nếu mà cái request của mình nó không có cái dữ liệu về title thì chúng ta sẽ thêm một cái lỗi vào trong đấy, push message là title required chẳng hạn. Nếu mà không có dữ liệu đấy, không có text phần nội dung của bài viết thì chúng ta sẽ thêm vào một cái lỗi là push message là text required chẳng hạn. Xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra xem nếu mà không có cái lỗi nào ở trong này, tức là độ dài của cái array này là bằng là lớn hơn không, length lớn hơn không, thì chúng ta sẽ, tức là có lỗi nhầm, chúng ta sẽ render lại cái post đấy, tức là render lại cái add đấy. Nhưng mà bây giờ cái dữ liệu nó vẫn phải ở đấy, thấy chưa? Coi như là giống như khi các bạn làm một cái điền một cái gì đấy vào, giống như các bạn điền một cái gì vào đây xong rồi các bạn ấn gửi đi mà có lỗi gì đấy thì chẳng hạn, thì nó sẽ quay trở lại đúng cái trang này và cái dữ liệu của bạn vẫn còn ở đấy để các bạn có thể tự, để các bạn có thể thay đổi, chứ không ai xóa hết một đống thứ ở đây gì cả, đúng chưa? Nên bây giờ render post.add vẫn là cái add.handlebar này, nhưng mà chúng ta sẽ đưa vào đó là parameters là errors là lỗi này, title text, thì là khi đấy thì là cái này nó sẽ, mình sẽ thêm một cái là value ở đây, nó sẽ bằng với cả title, thì nếu mà có lỗi thì nó sẽ render lại cái này và nó đưa cái title này vào, title từ đây vào thì là nó sẽ xuất hiện ở đây luôn, thì người dùng đỡ phải nhập lại. Và tương tự ở đây cũng thế, ở text area ở đây chúng ta cũng có một cái value đấy là text, đúng chưa? Đó, thế thì còn cái errors thì là chúng, thì là lúc đầu là mình định tạo một cái như kiểu cái thông báo ấy, một cái alert lên, nhưng mà có lẽ là trong cái phạm vi của cái bài viết này thì cái đấy là nó quá nhỏ nhặt để mà thêm vào, nó lại thực ra lại tốn hơi nhiều công sức, nên là chúng ta sẽ quyết định là sẽ không thêm vào. Nhưng mà thế này chúng ta có thể thực ra xóa errors ở đây đi cũng được. Còn cái check cái errors ở backend như này là chỉ để coi như là thêm một lớp bảo vệ thôi, để cho tránh trường hợp mà người dùng làm thế nào đấy mà vượt qua được cái required này ở đây của HTML, tránh cái trường hợp đấy. Ok, như vậy bước tiếp theo của chúng ta đấy sẽ là đưa cái, nếu mà errors, tức là có error thì là sẽ render lại cái add.handlebar này, còn nếu mà không có errors chúng ta sẽ đưa vào cơ sở dữ liệu cái title và text đấy, thì chúng ta sẽ ghi là const new post data, dữ liệu về một cái bài viết mới thì sẽ bằng title phẩy text. Thì đây là cách viết mới của ES6, hoặc mình không nhớ, không rõ liệu có đúng là ES6 sẽ đưa cái này không. Nhưng mà đây thực ra chỉ là cách viết tắt của title, là title này thôi. Và text thì là text này thôi. Thì thay vì chúng ta lặp lại như thế này, thì title này sẽ đưa vào đây. Và cái title đấy nó sẽ là cái title này. Thì thay vì chúng ta lặp lại như thế này, chúng ta có thể viết ngắn gọn luôn là title và text. Thì nó sẽ tự hiểu là title 2.title và text 2.text. Đấy. Sau đó chúng ta tạo một cái post mới. New post sẽ bằng new post. Đây thì cái post này là cái lúc nãy chúng ta đã import được vào trong này, chúng ta đã mang nó vào trong cái router này, chúng ta load cái model đấy. Và cái parameter của nó sẽ là cái new post data. Đấy. Xong bây giờ chúng ta sẽ await. Đây chính là asynchronous, tức là bất đồng bộ của JavaScript. Chỗ này chúng ta có thể dùng được await tại vì trên này chúng ta dùng async. Nếu mà không dùng async thì dưới này không thể nào dùng được await. Và như lúc nãy mình đã nói, nếu mà không muốn dùng async await thì là có thể dùng
promise.then với cả .catch, nhưng mà đấy là một bài viết khác như nãy chúng ta đã nói. Await new post, xong rồi save, tức là sẽ giữ lại cái này vào trong cơ sở dữ liệu. Thế là xong thôi, rất là đơn giản, rất là nhanh. Và sau khi chúng ta đã đưa nó vào cơ sở dữ liệu, chúng ta phải làm gì? Chúng ta sẽ redirect, tức là sẽ đưa người dùng quay lại tất cả các post, đúng chưa? Quay lại cái localhost 2.5000 gạch chéo post để mà xem tất cả các post, tức là người dùng muốn xem là post của họ đã được đã hiển thị chưa, đã được đưa vào cơ sở dữ liệu chưa. Ok, như vậy chúng ta đã xong cái phần backend rồi, chúng ta thử nghiệm cái phần phía trước này xem sao. Tiêu đề sẽ là ví dụ như là mình sẽ ghi là đây là post đầu tiên, xong rồi đây nội dung sẽ là đây là nội dung đầu tiên. Như vậy đi, tạo bài viết mới. Ok, thì bây giờ nó sẽ quay trở lại post này, nhưng mà chúng ta chưa có cái gì để mà handle cái này, chúng ta chưa tiếp nhận cái request này ở phía backend, nên là nó sẽ hiện ra cái lỗi này. Nhưng mà chúng ta có thể kiểm tra bằng cách là đăng nhập vào Cloud MongoDB để xem là cái bài viết vừa rồi của chúng ta đã được đưa vào database hay chưa. Thì mình sẽ đăng nhập lại này. Đây là cái post của chúng ta, xem cái phần collections. Có thể nó sẽ load hơi lâu bởi vì nó là cơ sở dữ liệu online. Đấy, đây là post đầu tiên, đây là nội dung đầu tiên. Chuẩn chưa? Như vậy à, mọi thứ đã hoạt động hoàn toàn ổn định, thì đây rõ ràng là cái bước mà khó khăn nhất, đấy là phải làm cho mọi thứ nó kết nối với nhau từ cái mặt trước post.app này, xong rồi đưa vào mặt sau backend đây, và từ backend chúng ta lại đưa vào cơ sở dữ liệu. Đây là cái bước khó nhất và chúng ta đã hoàn thành xong cái bước này. Thì trong bài sau chúng ta sẽ handle cái mà tạo tất cả post, tức là nhìn thấy tất cả post, xin lỗi, để cho chúng ta thấy rằng là nó hiện ra ở đây luôn, chúng ta đỡ phải chui vào đây để xem cái này nữa. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bài sau.